Chào mừng quý vị quay trở lại với phần cuối của bản tin Địa Ốc. Vào cuối tuần qua, ngày 20 tháng 12, dự án City Gate Tower nằm trên đại lộ Võ Văn Kiệt vừa chính thức mở bán. Sự kiện này đã thu hút khá đông đảo khách hàng nhờ vào vị trí đắc địa và nằm ngay mặt tiền một trong những đại lộ đẹp nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là quang cảnh buổi lễ công bố chào bán City Gate Tower, ước tính có khoảng gần 500 khách hàng đến tham dự. Anh Bùi Tấn Cường, hiện đang sống tại quận Bình Thạnh, là một trong những người có mặt đầu tiên. Anh cho biết đang xem xét mua căn hộ tại đây nhờ vị trí thuận tiện và giá cả hợp lý. Được cái là cái vị trí giao thông đi lại nó thuận tiện, cũng như là đi về quận nhất hay là mình về miền Tây. Tại vì mình là người miền Tây nên chọn vị trí này để mà đi lại cho nó tiện. Mình còn cân nhắc là do là bên chủ tư là 577 có ký kết với cái tập đoàn Crest bên Nhật Bản nên mình cũng tin tưởng vào cái tiến độ xây dựng. City Gate Tower tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ Đông Tây, nối dài từ quận Bình Chánh qua trung tâm quận Nhất đến khu đô thị mới Thủ Thiêm. Từ vị trí dự án trên địa phận quận 8 chỉ mất 10 phút theo đại lộ Võ Văn Kiệt vào trung tâm quận Nhất và chỉ mất 5 phút vào quận 5. Đại lộ thoáng và đẹp không kẹt xe, dự án cũng nằm ngay gần cầu vượt cho người đi bộ rất dễ dàng đi lại bằng xe buýt. Đây cũng là tuyến đường mà thành phố chuẩn bị xây dựng tuyến xe buýt nhanh BRT đầu tiên trên cả nước. Ông Bùi Đức Nhân là giám đốc của công ty Hùng Thanh, thành viên 577, đơn vị được giao triển khai dự án. Ông Nhân cho biết, ngoài vị trí đắc địa, dự án còn có nhiều ưu điểm về giá cả và tiện ích sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu cuộc sống của cư dân. Dự án City Gate này thì nằm trên cái đại lộ Đông Tây, một cái đại lộ mà 60m, rất rộng và người dân di chuyển từ cái dự án này về cái trung tâm quận 1, quận 5 và các cái quận trung tâm ở thành phố này thì là thời gian rất ngắn. City Gate Tower là dự án liên doanh giữa công ty 577 và tập đoàn bất động sản Crest Group của Nhật Bản. Ông Masakazu Yamaguchi, trưởng đại diện văn phòng Crest Group tại Việt Nam cho biết. Đây cũng là dự án bất động sản đầu tiên tại Việt Nam mà tập đoàn này quyết định đầu tư tại Việt Nam vì nhìn thấy tiềm năng thành công của dự án. Căn hộ City Gate Tower, căn hộ dự án có 4 loại diện tích từ 67,7m², 68,9m², 74,2 và 86,7m² với từ 2 đến 3 phòng ngủ. Thiết kế không gian hợp lý cùng với trang thiết bị nội thất cao cấp sang trọng. Căn hộ mang phong cách hiện đại. Ông Mai Thanh Trúc, quyền giám đốc kinh doanh công ty 577 cho biết, với nhiều loại diện tích căn hộ và mức giá chỉ từ 1 tỷ đồng một căn, dự án đang thu hút một lượng lớn khách hàng trung lưu. Cái chất lượng cao và giá thành phù hợp sẽ là sản phẩm rất phù hợp trong cái phân khúc khách hàng hiện nay. Chúng tôi nhắm đến đối tượng khách hàng là những đối tượng có thu nhập từ 1 tỷ đến 2 tỷ đồng và đây là đối tượng mà các cái nhà đầu tư bất động sản khác cũng đang khai phá rất mạnh ở trong cái thời điểm hiện nay. Dự án nằm trong quần thể dự án căn hộ cao cấp của 577 bên cạnh Carina Plaza và Diamond Riverside cũng do 577 đầu tư. City Gate Tower cũng đồng thời cung cấp nhiều tiện ích cao cấp và hiện đại như trung tâm thương mại dịch vụ, khu giữ trẻ, nhà hàng, hồ bơi, phòng tập gym, tầng hầm đậu xe rộng rãi nằm ngay trong khuôn viên dự án. Cái ưu điểm của cái dự án City Gate ở đây thì chúng tôi làm cái ưu điểm về cái gọi là gói gọn lại, trong đó gồm có các cái hồ bơi, sân tennis, phòng tập gym và các cái dịch vụ khác. Cho nên cái việc mà khách hàng vào thì về các cái dịch vụ đó thì rất thoải mái. Chúng tôi đã có đủ các điều kiện tốt nhất để mà triển khai dự án là gồm là yếu tố thị trường là đã được cải thiện, yếu tố về tài chính chúng tôi đã được chuẩn bị. Chúng tôi đã xin nói thêm là dự án City Gate Tower là được hợp tác với đối tác quỹ đầu tư lớn hàng đầu từ Nhật Bản, đó là Crest Group. Tiến độ và thời gian bàn giao nhà cũng là một trong những yếu tố mà nhiều người mua nhà quan tâm hiện nay và tác động rất lớn đến quyết định mua nhà của cư dân. Về tiến độ thi công thì công ty cũng xác định cho tôi là cái công trình này sẽ giao ngày 31 tháng 7 năm 2017 thì nó rõ ràng ngày tháng đàng hoàng. Dự án City Gate Tower cũng đưa ra nhiều phương thức thanh toán linh hoạt. Ngân hàng đối tác ACB có thể vay đến 70% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi trong vòng 20 năm. Bên cạnh đó, cũng như nhiều chủ đầu tư khác, dự án City Gate Tower cũng đưa ra nhiều chương trình quà tặng hấp dẫn cho khách hàng, bao gồm một chiếc ô tô như thế này cho những vị khách hàng may mắn. Bằng cách mua lại những tòa nhà cũ bị lãng quên tại trung tâm thành phố Cairo, tập đoàn Al Ismailia ở Ai Cập hy vọng là có thể cải tạo và hồi sinh lại khu vực lịch sử này như lúc ban đầu.
Tập đoàn Al Ismailia ở Ai Cập đã mua và cải tạo lại những tòa nhà cũ tại trung tâm Cairo, với tham vọng sẽ đưa thủ đô Ai Cập trở lại những ngày hoàng kim. Trên trang web của công ty, Al Ismailia nói rằng mình có thể làm sống lại các kiến trúc của thành phố thông qua bảo tồn những kiến trúc này. Trung tâm thành phố Cairo, phần lớn được xây dựng từ thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ thứ 20, từng được dự đoán là sẽ trở thành một nơi có kiến trúc tinh tế, nhưng những năm gần đây đã trở nên bệ rạc với nhiều tòa nhà trong tình trạng hư hỏng. Tập đoàn Al Ismailia đã mua lại một số tòa nhà, bao gồm cả trung tâm chiếu phim trong thành phố. Tọa lạc trên con đường Tala Athar, một trong những đường phố bận rộn và sầm uất nhất tại trung tâm, rạp chiếu phim Radio là một nhà hát có diện tích 1.500 m². Nơi đây đã từng là một địa điểm uy tín dùng để trình chiếu những bộ phim Ai Cập. Al Ismailia đã bắt đầu lên kế hoạch cải tạo lại nơi mà đã từng là bộ mặt của thành phố. Tổng giám đốc của tập đoàn Al Ismailia, ông Ahmed Helmi đã nói rằng tầm nhìn của công ty đã được mô hình hóa từ các dự án tái tạo đô thị từ khắp nơi trên thế giới. Ông Helmi nói rằng công ty muốn thử áp dụng việc tái tạo này ngay tại Ai Cập, nơi có bề dày lịch sử không hề thua kém một quốc gia nào. Chúng tôi bắt đầu suy nghĩ rằng tại sao những nước khác có thể ứng dụng tái tạo đô thị như là Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ hay Scotland mà chúng tôi không thử áp dụng nó ngay tại Ai Cập. Đặc biệt là nếu xem xét về giá trị lịch sử, thì Ai Cập không hề thua kém bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Công ty mua lại các tòa nhà này, sau đó bỏ tiền ra nâng cấp và sửa chữa lại chúng. Nói về ý tưởng trùng tu và tái sử dụng của những tòa nhà, công ty cho biết. Kế hoạch lâu dài của chúng tôi là phát triển một địa điểm và mang nó trở về với kiến trúc ban đầu, đồng thời kêu gọi đầu tư hoặc cho thuê. Như vậy, chúng tôi có thể vừa bảo tồn và duy trì nơi đó trong vòng 5 hoặc là 7 năm. Một kỹ sư đang làm việc cho công ty Al Ismailia, ông Ahmed Al-Laithi nói rằng ông đã bị lôi cuốn vào dự án khôi phục lại một phần quan trọng của thủ đô đông dân nhất khối Ả Rập. Các tòa nhà là những di sản và kiến trúc độc đáo, nhưng đã bị lãng quên trong nhiều năm nay. Đó là lý do vì sao tôi rất phấn khởi với dự án này và làm việc với công ty, vì bản thân ý tưởng này rất hấp dẫn tôi. Mặc dù vậy, tập đoàn Al Ismailia lại gánh chịu không ít lời chỉ trích từ những ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng, việc cải tạo lại trung tâm thành phố sẽ gia tăng một áp lực giá cả lên tầng lớp lao động trong khu vực. Từ đầu năm nay, chính quyền thành phố Cairo đã tiến hành dọn dẹp những gánh hàng rong trong thành phố, nhằm giảm tải tình trạng kẹt xe và kinh doanh không có giấy phép, nhằm tạo ra một cái nhìn mới cho khu vực này. Nói trên trang web của mình, công ty Al Ismailia cho biết tất cả những bên liên quan, bao gồm cả người dân và các chủ cửa hàng, đều đã được tư vấn về dự án này. Và như thường lệ, trước khi kết thúc bản tin thì chúng tôi xin kính mời quý vị hãy cùng theo dõi một số thông tin về những chính sách, sự kiện và tình hình thị trường bất động sản trong tuần qua. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin địa ốc kỳ này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.